Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HTT3. Thưa với lời quý bác anh chị thì trong video ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến quý cô bác anh chị một trong những bài thuốc chữa trị bệnh mất ngủ mà theo như trong Đông y thì được nói rằng đây là một trong những bài thuốc còn mạnh hơn cả thuốc ngủ. Vậy thì đây là bài thuốc như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi video và quý bác anh chị ơi hãy dành ra vài phút xem hết video này để biết cách kết hợp những cái thành phần trở thành bài thuốc này nhé quý bác anh chị. Ngay bây giờ thì xin mời quý bác anh chị cùng theo dõi video. Thưa lại quý anh chị thì nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta cần đó là ngải cứu nha quý anh chị. Đấy, thì đây là ngải cứu trong vườn của tôi luôn. Quý cô anh chị hãy theo dõi để chúng ta biết cái cách chữa này nhá. Nó rất là tuyệt vời đấy quý anh chị. Theo anh chị nguyên liệu thứ hai là gừng nhá. Đấy. Nguyên liệu thứ hai là gừng tươi. Vâng, thưa lại quý anh chị thì đây là nguyên liệu nhá. Chúng ta sẽ cần là khoảng 200g. 200g lá ngải cứu này, một quả trứng. Hoặc là quý quan chị có thể dùng khoảng tầm 20g, 30g thịt nạc nhé. Một chút gừng. Đấy, gừng. Tí nữa thì tôi sẽ hướng dẫn quý quan chị cách làm, chế biến. Và đây, thưa quý quan chị thì đây là muối hạt nêm. Chúng ta đã chuẩn bị ra đây. Là nguyên liệu thứ tư nhé. Và đây quý quan chị ơi, đây là rượu nhé, rượu trắng. Đấy, tôi đã để ở đây này. Đây, thưa quý quan chị thì đây là rượu nhé. Đấy, đây rượu trắng. Đấy, rồi. Thì đây là mấy cái nguyên liệu mà tôi sẽ hướng dẫn quý anh chị cái cách mà để chúng ta làm một cái bài thuốc chữa mất ngủ ngay bây giờ. Và quý anh chị hãy theo dõi video nhé. Kính thưa quý anh chị thì mọi thứ đã được tôi rửa sạch. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một chút gừng. Chúng ta sẽ dùng khoảng từ 10 đến 15g gừng thái sợi. Với ngải cứu thì chúng ta cũng sẽ thái nhỏ ra nhé quý cô bác anh chị. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một cái nồi và cho vào đây khoảng 500ml nước. Và chúng ta sẽ cho gia vị vừa chuẩn bị cũng như là chỗ gừng vừa thái sợi vào. Quý cô anh chị lưu ý là sẽ dùng thêm khoảng một muỗng canh dầu ăn nhé. Sau khi nồi nước đã sôi được từ 3 đến 5 phút thì quý cô anh chị cho chỗ rượu mà chúng ta vừa chuẩn bị vào. Sau đó thì chúng ta nhanh tay đập quả trứng cho vào nồi nước và khuấy đều lên quý quan chị nhé. Công đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ cho chỗ rau ngải cứu vào và giờ thì cũng nhanh tay đảo làm sao cho lá ngải cứu không bị úa đỏ quý quan chị nhé. Chờ cho nồi nước sôi trở lại, như vậy là bát canh của chúng ta đã được. Quý cô anh chị lưu ý rằng với bát canh này hãy làm đúng theo trình tự mà tôi hướng dẫn để đem lại hiệu quả cao nhất quý cô anh chị nhé. Và đây là bát canh từ lá ngải cứu để có thể chữa trị bệnh mất ngủ. Cách sử dụng hãy dùng liên tục từ 7 đến 10 ngày vào bữa tối và với bát canh này thì ai cũng có thể sử dụng được. Đây là một trong những bài thuốc mà trong Đông y được mệnh danh là thuốc ngủ. Hy vọng rằng với bài thuốc này nó sẽ đem lại đến cho quý cô anh chị những người đang mắc phải chứng mất ngủ sẽ có được một giấc ngủ ngon. Quý cô anh chị có thể thay trứng bằng thịt nạc cũng như là thịt gà. Chúc cho quý cô anh chị luôn có được sức khỏe cũng như là có được những giấc ngủ ngon để có được một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Và nếu như quý anh chị cảm thấy video của tôi có hữu ích cũng như là kênh có ý nghĩa thì hãy chia sẻ video và đăng ký kênh. Nhớ là hãy đăng ký kênh vì tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Chúc quý anh chị có một đêm ngủ ngon giấc.